Cây dối đại thụ, ước chừng 600 đến 800 năm tuổi. Đây thực sự là một bảo vật dành cho những người thích sưu tầm cây cảnh. Cây dối lâu năm này kết tinh nguyên khí của đất trời, và với tuổi đời của mình, nó đã chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi của trái đất, của loài người hàng nhiều trăm năm qua. Đây là một cái cây độc nhất vô nhị dành cho những người thực sự mong cầu sở hữu báu vật quý hiếm của thời gian. Cây cao khoảng 3 mét, chu vi gốc là 2,9 mét. Nếu bạn có nhu cầu sở hữu cây dối cổ quý hiếm này, vui lòng liên hệ 097 797 3535. Hãy nhanh tay liên hệ với mình theo số điện thoại 097 797 3535 để có thêm thông tin chi tiết cũng như là có cơ hội để được sở hữu cái cây dối cổ thụ của đại ngàn này bạn nhé.